luyện ra sân với các cầu thủ vị trí số 1, số 8, vị trí số 2, 12, vị trí số 3, số 5, vị trí số 4, 11, vị trí số 5, số 6 và vị trí số 6, số 8. Lên ra sân của đội bóng ngoại. Vị trí số 1, vị trí số 2, số 6, vị trí số 3, số 8, vị trí số 4, số 10, vị trí số 5, số 11 và vị trí số 6, số 5. Lấy tí nha anh em. Hình quảng. Rồi, ok, lấy được cái ghế rồi. Video phát bóng nha anh em. Đi chợ. Bước một hướng củi. Thành đi rắc, đánh ra ngoài. Xin chào Văn Hiệp nha. Hoàng Anh Tú. Anh em vô cổ vũ cho bạn bè mình nha. Phát bóng tiếp tục là UMC. Cao sông mưa. Trở lại. Để cho hướng ngoại 3 không. Nguyên. Thằng Nguyên. Phát bóng UMC. Đánh bóng tốt của Đê La Thành. Ở đây người ta không cho vô gần nha anh em, ngồi xa phát, ngồi cách tầm 30 mét. Có cho gần không ta? Từ đây tới cái lưới. Cắt tới nhá. Phát bóng trúng đầu trọng tài của Cao Sông Mưa. Điểm 4-1. Đánh bóng không qua lưới của Hà Văn Tâm. Hả? Hình như dạy này á, ngày mai vô bán kết người ta mới quay phim nha anh em. Hôm nay chịu khó coi điện thoại đi. Đê La Thành đánh bóng tốt. Bù Đăng đang đợi kết quả nha anh em. Bù Đăng đang đợi kết quả, nếu như Phú Riêng thua thì Bù Đăng vô. Chẳng bóng chạm lưới của thầy Hà Văn Tâm. Thầy Tâm. Không, Văn Hiệp nó hỏi thầy Tâm mua đấy nữa. Hiệp ơi, mới có 5 lon à. Lỗi vị trí của chuyền hai. Cọp con. Xin chào 62 khán giả đang xem nha. Bước 1 của hướng cuối. Bỏ nhỏ gặp Huỳnh HD. Thôi một bên đội của Huỳnh HD sẽ tiện đội Đê La Thành Cà Sông Mưa về quán nhậu sớm. Anh em ai xem livestream tí nữa ghé bia hơi công trình nha. Gọi 0941030709 là số điện thoại của mình, ra nhậu kẻ với. Hả, bia hơi công trình nào được mình sao gọi cho mình là được. Rồi, tỷ số bây giờ là 8-2 rồi. Rồi, thay đổi người luôn rồi. Xong rồi, Lâm Tây sẽ thay đổi thầy Hà Văn Tâm. Trời ơi, một chuyện một chiều ngã. Sao? Xin chào Hầu nha, em đen đen, em về em đánh cái giải này đẹp. Phát bóng không qua lưới của Hào Con. Sao mình lại bán hàng không ai coi, mà sao mà mình lại bóng chuyền nhiều người coi vậy? Bữa nay anh em ơi,
Xin chào 88 đoàn khán giả nha. Ui ôi ôi. Một pha dồi bom của Huỳnh HD. Đúng rồi, Hào Còn số 10 đánh cho Hân Quảng. Phát bóng là Đăng Hải. Đánh bóng không qua lưới của đội trưởng Văn Hướng. Văn Hướng gom nửa tháng mới được đội hình đó đó. Thằng Hiệp này nói bài bà ấy. Xin chào 110 khán giả xem nha. Khi nào được 200 mắt thì mình cho các bạn xem mặt idol nha. Mới 5 lon rồi, idol 5 lon. Đánh bóng tốt của An Nguyên. Thằng Hoàng Duy Tuấn này mày cười anh mày, thằng mèo này. Mày nghĩ sao anh không được chăm mắt mày? Chia sẻ cho thầy đi. Chứ sao? Khi nào lên 200 mắt cho xem mặt idol thật đen nha, thật đen đi rồi. Sợ cô đây. Một pha bỏ bóng tốt của customer. An Nguyên lần đầu tiên góp mặt trong giải các dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước năm 2024 nha anh em. Cả số mưa không trắng nè. Đừng có đùa với cả số mưa. Điểm 2-4 đấu thua 2 thứ sau. Đến cho quả. Đúng rồi. 13-4. Phát bóng là Du nha anh em. Điều Du. Tân Hưng. Kiểu này chắc Phú Riêng về sớm rồi. Bước 1. Trời ơi, chuyện vậy sao đánh? Chuyện vậy sao đánh? 14-4. Xin chào 150 bạn khán giả đang xem nha. Nè. Đấu tôi có em. Đói để cho đề 5 14. Đua được. Khi nào 200 mắt coi idol nha. Idol mạnh nha. Tay trái hay nhất của Bình Phước nha. Phương Mario. À, đánh bóng tốt của UMC. Hay quá. 15 năm. An Nguyên biên 2 nha, lần đầu tiên góp mặt tại cuộc thi các dân tộc thiểu số. Bước 1 tốt, chuyền 2 hơi thiếu, không rùng cũng uống. Hào Con, đánh bóng tốt. Đánh bóng tốt, đến cho hậu quả 16-5. 16-5 nha. Lên đặt mình còn nghe cái tay trái của mình nó Hiệp nè, Hiệp nói nè. Trình này hơi buồn nha anh em. Chắc ngày mai mình lên mình quay mấy cái trình bán kết chung kết nha anh em. Hiện tại là có thằng Bình Long. Ủa cái bàn kia ai vô ấy? Bình Long mới bùi ra mập. Hết trận này là còn trận nữa. Con đánh cho sống một bạn luôn. Hết cú liền 7-16. Cú giao một với Bình Long là tránh nhất bạn gì mà. Ba lon nói êm à. Hồi chiều ăn hai cái nem của Bắc Thạch cho. Thằng mèo cáo như vậy mà người dân tộc nữa mà không biết đánh bóng chuyền, chỉ biết đua xe thôi. Bước 1 quá tốt. Thành Iraq. Đói điểm cho Phú Điền 8-17. 8-17 gắt nhiều quá anh em ơi.
Xin chào idol đầu chị Thắng nha. Đào á, điều đào á. Facebook là cọp con này. Phát bóng ra ngoài của Casemiro, Casemiro hai lần đó. Một lần đầu xuống phát trúng trọng tài, lần thứ hai phát ra ngoài luôn. Casemiro vẫn còn đẳng cấp nha anh em. Đê La Thành đánh, ô y chang nhau luôn, Đê La Thành thì phá chết ra ngoài vậy luôn. Đang đánh xếp đầu, đánh chắn bóng chạm lưới. 9-18. Anh em ai cổ vũ cho Phú Riền thì ra bia hơi cung trình nha. Xin chào idol Minh Quý nha. Minh Quý dẫn đoàn nào mà ngồi bên chỗ ban chủ tịch. Ui dồi ôi. Anh em xem idol Minh Quý đang ngồi này nha. Mười chín mười và ngôi hào con bảo này. Một tốt của anh Nguyên. Đê La Thành. Sao anh không vô chuyện cho Phú Riền anh Quý? Lâm. Úi dồi ôi. Lộc Ninh hả? Không biết, hình như Lộc Ninh mới thua Bù Gia Mập xong. Chắc Lộc Ninh đi ăn cơm rồi về luôn rồi. Lộc Ninh có mỗi Lâm Hiếu gánh không nổi. À sáng yeah. Sáng năm là chủ nhà tỉnh Bình Phước đăng cái giải của khu vực đó. Ngon. Sáng năm lên coi điều xem MC đánh. Xem MC đánh cho Gia Lai Đắk Nông. Đánh tới mấy giờ hả? Điều sơ riêng là ai vậy? Đánh tới 10 giờ nha. Nhưng mà cái đài truyền hình trực tiếp này là thích là tắt á. Anh em có cần quay cái mặt của người đang truyền hình trực tiếp không nè? Mới có 5 lon hả? Mắt hơi view tí à. Mạnh quá, Bù Gia Mập mạnh quá. Thảo Phương Huỳnh UMC Du Đăng Hải. Không có lưới. Duy trên trắng, một pha đánh trên trắng. Ôi. Đúng rồi, đội nâu xanh này chắc lấy giải nhất luôn rồi. Chứ nhìn chung xung quanh chẳng thấy đội nào mạnh hết. Đê La Thành. Cả số mưa. Một pha đánh đi chờ của An Nguyên. Bước một của An Nguyên. Cả số mưa. Úi dồi ôi. Một pha đánh bóng ra ngoài 80 dặm của An Nguyên. Phát bóng Đăng Hải. Kết thúc trận đấu 25-11. Bù Gia Mập cũng mạnh lắm nha. Bù Gia Mập có Điệu Chung. Rồi Hoàng Nguyên. Chuyển hai là có Điệu Kiên Mập. Con nào nữa? À còn hộ nữa, có sự xuất hiện của hộ 7, 7 hộ. Hộ 97. Đăng Hải đang có nhỏ xíu rồi, Đăng Hải là 203, 204 gì à.
quay hoang đấy. Quay khán giả nhận em đây. Đây là tay trái nhìn nhất của Bình Phước. Lê Đức Minh còn nghe. Đây idol thật đen nha. Còn bên này là Bù Đăng đang đợi Phú Riêng thua là Bù Đăng nhì bảng. Hết trận này là đến phiên hết trận này là Bù Gia Mập sẽ gặp Bình Long. Bù Đăng mỏi rồi. Sao không phải tham gia vậy? Kinh phí mà không có biết bao nhiêu hả? Mình đó hả? Ông kia Hảo coi đã cởi áo nha anh em. Cú Kiệt vô luôn. Thầy Tâm đạp xe đạp mấy hôm nay để dưỡng sức tới cái giải này đó anh em. Đây là thầy Hà. Bây giờ cái đội hình nó đưa An Nguyên vô chuyền đẹp. Đang lai chim cái đội Phú Riêng nha. Thua tỷ số là 25-11 nha anh em. Set 2 thì không biết làm sao đây. Set 2 chắc thấy hết anh em kia vô. Phú Kiệt. Kiệt á, set 2 vô thể hiện à Kiệt. Set 2 Kiệt vô nha. Phú Riêng mạnh lắm nhưng mà nó đánh thành sao á. Mời anh em quay lại trận đấu nha. Thấy bước vào sân là có Lâm Tây, An Nguyên, Lê La Thành, Lương Hướng, Cát Sông Mưa và Cọp Duyên Hai. Cọp là bạn ấy tên Đào. Xin chào idol Thái Bá Nguyên. Bù Đăng ăn Phú Riêng 2-1. Có Huỳnh không? Có Huỳnh phát bóng nè. Thư. Đấy. Là Huỳnh HD phát bóng. Bước 1 An Nguyên. Dạ. Hào con. Khải đánh libero nha. Ok. Lâm Tây đang thay ra để cho libero vô. Bước 1. Tốt. Một pha chém bóng qua Nguyên. Hào con đánh bóng không có lưới. Có. Đó, Cà Sô Mưa mới hớt tóc đẹp trai đó, mang hai băng gối đó. Đó, phát Cà Sô Mưa phát bóng nè. Mưa mà không nhậu là không phải là Cà Sô Mưa. Phát bóng tốt của Cà Sô Mưa. Ui. Một pha bay ít của Cát Sông Mưa. Ok anh Trung nha, giờ này thật đen bị cấm. Điểm 2-1. Bước 1 của hướng cuối. Lâm Tây đánh bóng tốt.
cái đội Bù Đăng đánh xong vòng bảng rồi nha. Bù Đăng đang đợi hai đội này, nếu mà Phú Riền thua thì Bù Đăng được nhì bảng. Ngày mai mới đánh tiếp, Bù Đăng đánh xong rồi. Chân bóng tốt của Lâm Tây và An Nguyên. Đánh ở nhà thi đấu Tiền Bình Phước nha. Văn Thiều đánh cho Bình Long, Huỳnh Ngao đánh cho Hấn Quảng, Đê La Thành đại mang áo số 11 đánh cho Phú Riền. Hướng cuối Huệ. Ôi trời ơi, chúc anh Lâm Tây 83 tâm phát tài phát lộc à. Anh Lâm Tây mãi định hơn. Tôi khen này, tôi khen là ai vậy? chúc anh Lâm Tây 83 tâm xấu phát phát lộc. Tôi khen Huỳnh HD mặc áo số 9, áo xanh nha. Set đầu Huỳnh HD thắng. Như này set 2. Bỏ bóng tốt của Lương Văn Hướng. Điểm 4 đều. Né chắn tốt, điểm 5-4. Văn Thiều hết trận này, Văn Thiều đánh nha. Văn Thiều đang khởi động. Hấn Quảng nhất bảng rồi nha. Hấn Quảng nhất bảng rồi. Hấn Quảng ngày mai sẽ gặp Bình Long hoặc Bù Gia Mập. Lâm Lộc xuất qua đây chuyên. Sao không đi với Lâm Hiếu ta? Bóng tốt. Huỳnh cao mét mấy á? Huỳnh cao mét 70 nha. Luôn rồi. Không có Huỳnh Đồng Phú. Bước 1 tốt. Chuyền 2 dính. Cắt sổ mưa. Trời ơi. Hậu coi hả? Hậu coi đó, số 5 nó hậu coi đến Libero. Hậu coi đến Libero, mang áo số 5 nhé. Mưa. Điều tin hả? Bù Đăng đang đợi kết quả của Phú Riêng với Hết Quả nha. Mưa, cá sấu mưa hai chân bị mang hai cái lít rượu hai chân nên nhảy không lên được. Có nha, Huỳnh mang áo số 9, đội áo xanh. Đây Huỳnh Ngáo này, đó, ai muốn gặp Huỳnh Ngáo này đó. Ôi Huỳnh Ngáo trắng mưa nè. Đó. Mấy điểm cho Huỳnh, 8 đều.
Mẫn à. Mẫn đúng không? À, đúng rồi, Mẫn. Tay trái khéo nhất đất ơ, tiếng đồn vang xa đến tận Bình Dương. Tự nhiên thằng bé Năm này kêu judo kém nhất đội. Judo người ta chưa đánh đấy nha. Judo thấy chưa? Thấy judo trắng chưa? Ừ. Rồi, Trường Hiếp đã vào xem rồi. An Nguyên. Phương Mario truyền hai cho Huỳnh Ngáo. Vô đường nào, vô đường nào cũng gặp đội kia cũng cũng vô chung kết à, vô chung kết đưa cho nó đỏ nhất luôn. Không phải giáo được hết chứ. Thầy Tâm đang năn nỉ tê bóng tay này. Hà Văn Tâm. Huấn luyện viên trưởng của đội hình công an tỉnh Bình Phước năm 2023. Thầy không gọi sớm, em dạo này đi phơi nắng cho đen thui nhuộm tóc đồ để thầy kêu mà thầy không kêu. Thầy, cái bài hết của em. Đó thằng Huỳnh. Huỳnh này không ai kêu em đánh đây Huỳnh. Đây, cá sông mưa phát bóng này, coi trúng trọng tài luôn nè. Coi trúng trọng tài luôn nè, cá sông mưa phát bóng. À, đi chờ rồi. Hào con bị An Nguyên trắng rụng. Mười hai đều mà sáu người ta kêu người ta đâu. Ăn 21 chắc 100% luôn. Lồ rồi. Lâm Tây. Ăn 21 mà vậy hay chứ. Điểm 11-10. Xin mời các anh em hâm mộ đội bóng Phú Riêng tập trung ở bia hơi công trình nha. Phấn quản xin hồi ý rồi. Dũng to lên cái nhìn thấy giống. Mình hay nhất Bình Phước à? Tất nhiên. Bị hơi trứ à? Ok Ngọc Khánh. Bác Trứ chuẩn bị làm 40 bàn đám cưới nha. Mời toàn thể anh em bóng chuyền Việt Nam. Rồi. Bù đăng chuyến này loại rồi anh em ơi. Rồi, Phú Riêng mở máy rồi, Phú Riêng mở máy rồi. Đây nha anh em, thằng nào có chuẩn bị thằng Kiên Mập này cắm sừng nha. Nè, Kiên Mập đang ngồi với hai con nè. Má, rồi tẩy rỡ gì kìa. Chết, chết với UMC. Ai thả thả cho Duy thả. Ừ, bắt nó thả nó đánh. An Nguyên. Ồ, oh, Phương Mario không thèm sàng trắng luôn. Điểm 13-11. Mở máy rồi nhưng mà máy của Phú Riêng là chạy bằng máy dầu nha. Quay máy dầu lên tưới cà phê.
không tốt. Chết nè, khói 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 Hảo. Trời ơi đừng em. Chạy té nữa. Mày coi thầy Hải có coi đó không? Thầy Hải kêu đồ ông cho mua banh cho mấy nhỏ đánh. Mình không có thầy Hải mua cái banh mình không đổ rồi đem vô đây bây. Thầy Hải nhà thì giàu lắm, thầy không có làm đâu. Thầy Hải kỳ bây. Thầy Hải kê nữa. Hào con chắn bóng chạm lưới của An Nguyên. 13 đều. Ngày mai mời tất cả anh em lên xem bán kết với chung kết nha. Chiều mai nữa. Chiều mai. Nếu mà ai lên sớm tầm 7 giờ thì ghé quán cà phê ở đó thì kêu mình ra. Mời hết luôn, mời hết 130 người đang xem luôn. Trăm rưỡi. Đi 2 chục 3 triệu. 3 triệu à. Kêu mình tay trái tiền á. Là 3 triệu 3. À thầy nè. Thầy có coi. To nhỏ thầy đi nha. Đất. Thầy Hải đang xem. À, thầy Hải ơi. Thầy có kêu thầy. Thầy Hải ơi. Mai có cà phê gì không? Thầy biết là thầy Hải ơi. Có mời bia không? Có luôn nha Xuân. À, bên Bùi Mập bên Hớn Quảng bên Hớn Quảng đang bị rối đi xíu nha anh em. Mai ghé trả tiền bánh ghen thật. Thầy Hải kêu là ghé quán nào được điền thầy lên thầy trả tiền bánh. Ok, để like thầy Hải rồi, để hai cho thôi. Hớn Quảng đang đánh nhá. Hớn Quảng đang ngập Fury. 14, 16. Đúng rồi, đánh tối thôi, ban ngày là để cho các môn thể thao khác chơi. Nên là hồi thao nên có các môn đẩy gậy, cầu lông rồi các thứ, kéo co đồ nữa nên nên bóng chuyền là đánh buổi tối thôi. Không à, Huyền Ngáo là nhất bản chắc 100% rồi, không có loại nữa nha, không có thua, không có loại gì đấy. Hay quá Đăng Hải, sờ đập mạnh bên áo đỏ ăn điểm hàng sau quá à, đập nhẹ nhẹ cho thủ lên, đập nhẹ xíu nữa. Vậy cho nhanh nhanh. Chào huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Công an tỉnh. Và đã nhường. Quen lâm cái giờ này lâm nhiệm trắng này, mà có trắng lên này. Anh Lâm, anh thiết kế cho em ngày mai em vô đó ngồi là chim nữa. Được không? Chỉ là ngồi ngay chỗ cái thằng thủ số 4 nó đứng vậy. Không, ngồi bên đó lại chim, ngồi bên đó lại chim ngang ngang anh em coi không rõ. Ngồi ngay cái chỗ thằng cu số 4 đứng nè, cu số 18 này được không? Được không? Anh nói bố trong tay một người đưa em 2 triệu nữa. Tưởng đâu sao chứ, đưa 2 triệu ít quá, được nữa được không? Được nữa đi. Được nữa đi. Nha. Rồi, em tiến cu đi, 18, 15. 18, 15. Phú Riêng hiện tại bây giờ đang được 1 điểm. Bù Đăng 2 điểm. Hớn Quảng 4 điểm rồi. Kiểu này chắc Phú Riêng 3 điểm. Nhì bảng. Hớn Quảng 4 điểm, nhất bảng và Bù Đăng đi ăn cơm, ngủ, sáng mai có xe trở về. Giờ về có xe. Hỡ, hình như có xe mười mấy chỗ chắc. Bù Đăng đi ra với xe Bắc Nam đây. Xe Bắc Nam đây. Bê là thành. Trời ơi, sao không lấy bên rùng mà đứng đó mà dình dình hình hình.
Bùi Gia Mập tí nữa tranh nhất bạn nhì bạn với Bình Long nha. Bùi Gia Mập vào rồi, Bình Long vào rồi. Bước 1 tốt. Gì á? Bắt lỗi gì anh? Đập mức à? Thầy Hải ơi, ngày mai có cuốn sách dày làm trọng tài á, cho em học 2 ngày để em đi bắt trọng tài, em kiếm 200 ngàn của thầy Thu đấy. Bữa nói tao đăng ký cho lớp trọng tài quốc gia mà học lấy bằng. Mày học bóng tiền bãi biển đi, bữa nào tao xin cho đi. Anh bãi biển là sao? Có những cái là chuyên kỳ không? Có nó không chuyên bún? Có mấy cái luật đó không? Bây giờ nó chuyên bún không? Không nha em, tí là Bù Gia Mập với đội Bình Long đánh tranh nhất bạn gì bạn không có like nha. Thiều Trần Sâu. Tại vì like trận này xong là bên Phú Riêng mời đi ra bia hơi công trình rồi. An Nguyên. Mày bị bắt hả? Thủ bóng tốt. Mày bị bắt hả? Bỏ bóng không qua lưới. 20-19 à? Trời ơi. Ok Hiệp nha. Số tài khoản Hiệp gửi cho tất cả các bạn đang xem livestream người chuyển 50.000 thôi. Để lại trình sau nha Hiệp. Chứ mình đứng ra mình kêu số tài khoản luôn kỳ quá. Lâm Tây. Phương Mario. Tiếp tục là Lâm Tây. Oh, hai nhịp. Mai mấy giờ đánh bán kết chung kết rồi? Mai chắc bắt đầu từ 16 giờ hay 18 giờ để tí nữa. 4 1 2 3 4. 10 Nam, cái giải nó bắt đầu từ mấy giờ đánh? Mai 16 giờ hả? 15 giờ hả? Mai 15 giờ đánh bán kết nha anh em. Anh em sắp xếp lên cầu vụ cho Bình Long, Phú Riền, Hớn Quảng với Bù Gia Mập. Còn Bù Đăng với Lộc Ninh là chia tay. Bù Đăng với Lộc Ninh nhà xá quá chia tay. Nguyên với Lâm với anh nha. Trời. Huấn luyện viên trưởng là Hào Văn Tâm. Đánh bóng ra ngoài của Hào Con. Phú Riêng là 2 điểm bằng kia rồi đó. Thanh Kiên cùng hai nha, hai là một hay là hai chứ mấy, bô hai là chín. Trần Sâu Văn Thiều đánh nha anh em. Bước 1 tốt. Lâm Tây. Ừ, đánh vậy luôn đi. Hay đó. Bước 1 hay. Rồi.
21-23. Đây là điều led nha anh em. Ôi là con đó này là GMC nó phá ngắn luôn rồi. 23 rồi. Ai kêu nó có biết đâu. Nè kể nó phá luôn nè. À, Hoàng Long xem hả? Hoàng Long ơi, mày ra ngoài bị hơi công trình kêu mấy món trước đi. Tí nữa thằng Nguyên nó với anh với Thật với mình qua uống. Nha. Không chưa lên. Rồi để cho hết quản. 23, 24. Quan trình 6. Thằng Nguyên là em trai của thầy Tâm nha, nên được đánh. Đó, một pha cứu bóng tốt của An Nguyên. Ờ. 24 đều. Bù đăng cho Trang một tay đi. Đúng rồi. Mido ơi, cổ vũ bên nào vậy? Bước 1 tốt. An Nguyên. Rồi. Láo này. Tiếp. Ôi rồi kìa. Úi rồi. Hải nó biết gì đâu. 25, 24. Đâu xoay phút đi, nhậu xong mới được về. Rồi xong. À Long nghe, Long vừa về Sài Gòn về tới à. Em tắm rửa sạch sẽ đi rồi ra đi hơi công trình nha Long. Tại vì sạc Phương sạc cái này vô lưới rồi. Bên này chủ động thả hơn rồi nè. Đó. Kết thúc nha, Phú Riêng ra đi hơi công trình nha anh em. Kết thúc. Phú Riêng thua 2-0. Phú Riêng ra đi hơi công trình.